Xin chào tất cả những anh em yêu quý của mình nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục lên dịch vụ con game Big Boss anh em. Nay là 40 đồng. Làm thế nào để kiếm được 30 đến 40 củ thì mời anh em cùng theo dõi anh em. Và mình sẽ giới thiệu qua cho những anh em tải game theo cái link dưới phần bình luận. Thế anh em sẽ được tặng những cái gì nha anh em. Trước tiên, anh em nạp đầu 100k thì sẽ được tặng 58k. Với lại cộng cả code ngẫu nhiên 20k cho đến 800k nha anh em. Khi anh em đăng ký, anh em có thể liên hệ qua tele của mình hoặc anh em có thể tham gia nhóm để nhận code VIP nha anh em. Giờ mình sẽ đi vào quay cái hố. Mình đã săn sẵn 6 viên đá nên mình không cần bỏ vốn 40 đồng bấm vào quay đường nha anh em. Xem nó nổ được bao nhiêu thì mời anh em cùng theo dõi đến hết video nha anh em. Còn anh em xem video thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nha anh em. Với cái bàn trải nghiệm này thì cũng khá ít được anh em ạ. Tí mình sẽ quay hết ba cái bàn cho anh em xem nhé. Mỗi bàn mình đều săn được 6 viên đá hôm nay anh em ạ. Xem nó nổ hết ba cái bàn ấy lãi được bao nhiêu. Ban đầu mình nghĩ là không lên được một củ anh em ạ. Bởi vì nó quay nhỏ lắm. Pha này nổ được bao nhiêu vậy? Được 50 mấy k anh em ạ. Phải hơn. Được 75k. Còn hai lượt nữa anh em ạ. Nói chung anh em quay cái hú này, anh em có vốn, anh em quay cái hú này săn 6 viên đá, anh em quay thấy nó lên lên xuống xuống, nó không hút máu ấy, là anh em có thể săn được 6 viên đá anh em. Nếu mà anh em quay thấy mà nó xuống ấy là anh em không săn được 6 viên đá. Săn được 6 viên đá khi anh em quay nó cũng chỉ lố thôi anh em ạ. Nên mình hãy chọn những cái giờ nào quay mà nó không không xuống, với lại xuống xuống lên lên là mình có thể săn được 6 viên đá. Lúc đấy mình quay 6 viên đá nổ là mình có lãi anh em. Bên này nổ được tổng là 282 anh em ạ. Ok, bàn đầu tiên. Rồi mình sẽ chuyển sang bàn 2 anh em ạ. Vẫn 6 viên đá đây anh em. Bàn 2 khả năng sẽ được vài củ. Hiện tại mình đang chơi những cái cổng game nạp rút uy tín nha anh em. Anh em không lo là anh em thắng là anh em rút không rút được đấy. Chỉ cần anh em thắng là anh em có thể rút được nha anh em. Nếu anh em muốn tham gia những cái cổng game theo mình thì anh em có thể liên hệ qua tele của mình nha anh em. A còng link ham chơi 102. Cổng nào nạp rút uy tín và có khuyến mại ok thì mình sẽ giới thiệu anh em cùng nhau vào kiếm like kiếm lời. Được bao nhiêu vậy? Được khá ít anh em ạ. Không sao, hôm nay săn 6 viên đá này cũng đơn giản thôi nhiều. Mình vừa nói đấy, nó không hút máu thì mình có thể săn được, nổ thì mình vẫn có lời. Tiếp tục cao cấp anh em ạ. Mình nghĩ cái bàn này sẽ nổ được 30 đến 40 củ anh em ạ. Nhưng mà phải xem nó cho mình như thế nào thì mình như thế anh em ạ. Khả năng là không được anh em ạ. Nhìn pha đầu đấy xịt thế này thì còn thua. Nhưng mà chấp nhận thôi anh em. Được bao nhiêu thì mình được bấy nhiêu rồi. Lái hai lỗ thì mình vẫn có lời rồi. Nếu anh em không phải quay cái hú này, anh em có thể quay những cái hú khác.
lên được 18 anh em ạ. Game Big Boss này thiếu gì game quay hú đúng không? Nên anh em chọn quay hú mà muốn ăn nhân chắc ấy, anh em nên test nhỏ lại, thấy bên nào ok là anh em có thể quay. Chứ anh em không test qua thì anh em cứ vào phát nạp 10 củ vào quay mỗi tay mẹ 2 lít 2 lít. Thế là toàn anh em. Anh em săn được những cái hú nào mà nó quay được ok thì hãy ngồi chiến. Thì tỷ lệ nó ăn rất là cao anh em ạ. Còn đây là 6 viên đá thì mình cũng săn một buổi mới có được 3 bàn này. Giờ mình sẽ lên video cho anh em xem nổ được bao nhiêu. Rồi. Cái bàn cuối này đủ được nhiều nhưng mà phải quay mắc cược của nó là 450 rồi. Một pha mắc win đi. Ơi xài rồi. Tổng có được 36 anh em ạ. Còn sao? 36 vẫn có lời anh em, vẫn có lời nhưng mà X1 này quay hú nãy còn á lên anh em ạ, có lái anh em ạ, nãy quay săn 6 viên đá này vẫn lên được anh em ạ. Hôm qua mình có rút 100, hôm nay thì mình rút 400, 400 hai ngày rút mẹ 700 rồi. Ok anh em. Quay 6 viên đá được 30, 36 củ rồi. Nếu mà anh em xem thấy video hay thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh. Còn anh em tải game và nhận code thì anh em cứ liên hệ vào nhóm hoặc Slack riêng của mình anh em. Ok anh em, bye bye anh em nhé. Chúc anh em may mắn.